là tiền mọi người hùng cổ phần á. Còn tiền bị lừa là tổng số vốn là 7 tỷ. Thì coi như mất bị trắng. Bị lừa tổng cộng là 7 tỷ. Và hiện nay còn nợ của những người mà kêu gọi hùng với cổ phần là hơn 2 tỷ mọi người. Ba cô mẹ của em đang ở Bình Dương. Dạ đúng rồi. Ba mẹ cũng không có về đây. Dạ. Mỗi lần mà thấy mẹ khóc như vậy thì con có lời nào con muốn con nói với mẹ? Con nói với mẹ là mẹ đừng khóc nữa, con thương mẹ nhất trên đời mà. Rồi mẹ nói sao? Mẹ nói là mẹ thương con nhiều nhất luôn. Cái ngày một điều như thế này anh muốn khuyên em, cuộc sống về Việt Nam nó đã khác rồi. Dạ. Nó đã khác hoàn toàn so với những gì mà em đã tưởng tượng là màu hồng, trải đầy màu hồng. Để 25 tuổi có thể xây dựng đến 30 tuổi thì có số tiền gần 10 tỷ. Nó không có giống, không có gì được. Mà nó phải xây dựng từ cái đôi tay, từ khối óc và thậm chí là mồ hôi và nước mắt của mình để tạo nên cái đồng tiền nó mới bền vững. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Đứng kế bên Bùi Hồ đây là em Trang, một cái cô gái xinh đẹp mà vì cái hoàn cảnh gia đình liều mình tìm những việc làm, việc nhẹ lương cao ở trên mạng để mà cứu giúp gia đình. Trước đó thì đây là một cái ngôi nhà vô cùng ấm cúng của cả gia đình, đầy ắp tiếng cười. Và hơn 2 năm nay, ngôi nhà của Trang đã vắng lặng đi. Thậm chí là đồ đạc ở trong nhà cũng đã không còn nữa vì đã bị mọi người siết nợ. Trước đây Bùi Hồ có quay Trang những cái đoạn clip ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay hay tin Bùi Hồ có mặt ở Cà Mau này, Trang cũng có dịp về đây cùng với lại tình chồng của mình và đứa con gái ruột của mình để chia sẻ cái câu chuyện vì sao gia cảnh em lại như vậy. Bây giờ anh mời em ha Trang ha. Dạ. Trước tiên thì anh em đã kể cho anh và mọi người nghe được rằng gia đình của mình lâm cảnh nợ nần. Và cái cách tốt nhất mình có thể cứu được gia đình của mình, liều mình sang một đất nước bạn để tìm một cái công việc để mà nhanh chóng có một cái số tiền giúp đỡ cho gia đình. Thì sau đó thì không may thì em mới biết mình bị lừa. Và ngày hôm nay thì không những là tiền mất tật mang, thì trở về đây cái cảm xúc của em như thế nào? Nói cảm xúc thì em cảm thấy việc đầu tiên thì về đất nước Việt Nam được thì em cảm thấy em vui lắm. Vui mà mình rất là hạnh phúc vì thân xác của mình, mạng sống của mình được vậy hoàn chỉnh lên. Được anh Bùi Hồ, được nhiều kênh nó giúp, được anh Phong giúp, và đặc biệt là cô Tưởng, cô mang em 5 tháng nay. Thì cô không xin em ghe, cô không dưỡng dục em, nhưng mà cô thương tất cả mọi thứ, từng cái gọt trái cây, từng cái làm muối, từng cái bộ đồ mà nhân em cô cũng quan tâm em. Và tất cả các cô chú mình từng quân chuột về đây, thật sự luôn cái lòng này con không biết tả như thế nào. Nhưng mà em về đây thật sự là rất là mừng. Mừng gì khi mình còn sống về được đất nước của mình, mừng gì thân xác của mình vẫn tròn vẹn. Ngày hôm qua tịnh chồng của em phải lái xe gồng gã gần 8 tiếng đồng hồ từ thành phố Hồ Chí Minh cùng với con của mình trở về lại cái vùng đất xưa, nơi mà gia đình của mình đã từng sinh sống. Ngày hôm nay đứng đây thì nó lại vắng lặng và không còn nữa. Thậm chí là đồ đạc mất hết thì chắc cái cảm giác quê hương của mình nó lại buồn lắm đúng không? Khi mình trở về lại quê hương thì trong lòng của mình suy nghĩ như thế nào? Em thật sự thì em sợ, nhưng em không dám về. Có nhiều lần cái vụ kiện của em ở trên đó mời xong rồi em cũng đi, không dám về. Em sợ nhìn nhà của em, nếu mà sẽ có nhiều mọi người ở xung quanh đây cũng như nhiều người biết nhà em đó. Hồi lúc trước giờ tất cả luôn. Thì cái sân này cũng là nhiều kỷ niệm lắm. Đây là ngôi nhà của Trang nè mọi người, cùng với lại ba cái khu vực này nè. Nhà cũng lớn lắm đúng không Trang? Và ở ngoài sau này nuôi vuông. Miếng vuông dài lắm. Sau đó mọi người lại siết nợ hả Trang ha?
Dạ, lúc đó mọi người xiết nợ thì cha mới cố lại cho cái bác mà bác cắt nhà bên đây nè. Ừ. Là ở, cắt ở tạm để như là cầm cố tài sản. Còn nhà em thì từ trước là bên cái mé dừa nè, dài qua đây, nhà cắt qua đây, xong rồi đây. Rồi cha cắt nguyên một cái nhà lớn để kinh doanh tạp hóa tất cả con nhóc lên đó luôn. À, có nghĩa là chia dạ. cái máy đến ngoài trước luôn nè. Đặt qua dạ. cho mọi người thấy. Nói chung là từ là cái mé này qua đây, qua đây. Đây là nguyên một cái căn nhà lúc trước là chuyên tạp hóa rồi tủ ôn rồi. Là cắt qua đó và chùm qua lộ luôn. Thì cái nhà đó là nhà của em hết luôn á. Ở Đầm Dơi này, cô bác của anh chị, nhà mà có vuông nhiều như thế này, rồi đất rộng như thế này thì rất là giàu có luôn. Và Trang em có thể chia sẻ cho mọi người biết được rằng thì tổng cái số nợ của mình là lúc trước là em nói bao nhiêu tỷ anh quên. Nhưng mà cái số vốn thua là 9.7 tỷ, nhưng mà cái tiền vốn á là chỉ có 7 tỷ thôi. 7 tỷ, nhưng mà nói chung là tiền đã đi rồi, coi như đi thay người. Thì số tiền nhà với tiền cầm cố đất ngoại, mượn đất ngoại, rồi tiền cũng một khoản đất nội. Xong rồi tiền nhà thì hiện tại giờ nợ ngoài cha mẹ em khoảng là tầm 2 tỷ mấy 3 tỷ. 2 tỷ mấy 3 tỷ. Dạ. Cái còn đó là tiền mình bị lừa đúng không? Tiền đó là tiền mọi người hùng cổ phần á. Còn tiền bị lừa là tổng số vốn là 7 tỷ. Thì coi như mất bị trắng. Lừa tổng cộng là 7 tỷ. Và hiện nay còn nợ của những người mà kêu gọi hùng với cổ phần là hơn 2 tỷ mọi người. Ba cô mẹ của em đang ở Bình Dương. Dạ đúng rồi. Ba mẹ cũng không có về đây. Dạ. Thì anh nghe nói rằng gia đình của mình đang cố gắng để mà kiện để mà lấy lại cái số tiền đó. Em có thể cho biết vì sao họ lừa được mình không? Em có thể kể ngắn gọn cái câu chuyện đó. Nói chung á là từ trước mình đã có cái lòng tin một cái mỹ phẩm nè. Có một cái tên tuổi ở Việt Nam, có 4 nhà máy sản xuất tại Hà Nội. Và cái mỹ phẩm của nó rất là nhiều người ưa chuộng xài. Mình đi gắt lại bản thân em kiếm được nhiều nhánh đổ từ miền Bắc. Em ra hàng rất là nhiều rồi. Xong này, em dưới trướng chị này thì em có cùng hợp tác với chị này tại tỉnh Cà Mau. Xong đó, do cái sự mà tin tưởng với nhau, yêu thương cũng coi gia đình, thì mình cùng hợp tác mở công ty và hùng cổ phần. Rồi xong khi đó thì có lịch trịch thì em rút ra, em không làm nữa. Mỗi người bao nhiêu, cổ phần mỗi người bao nhiêu? Nếu là lúc đó thì trong cổ phần chỉ có 20% thôi. Tổng vốn đầu tư của công ty là bao nhiêu? 20% á, thì cái nguồn vốn đầu tư lúc đó là khoảng 60 tỷ. 60 tỷ? 60 tỷ. Và lúc đó thì 10% là 6 tỷ. Đúng không? Thì nói chung khoảng tầm tương đương đó. Dạ vâng. 60 tỷ, nhưng mà có những nhiều người ở nhiều huyện dưới trướng Cà Mau thì nhiều người cũng hùng cổ phần trong công ty đó, có thể là hơn 60 tỷ cái nguồn vốn. Thôi chứ chưa tính cái nguồn mà mình lãi suất ra. Và riêng vì cái vụ kiện này cũng nhiều người nữa kiện tại hình sự tỉnh Cà Mau là hơn 40 tỷ, là mọi người chỉ lấy tiền vốn thôi đó, chứ không phải là riêng gì mà gia đình em. Nhưng bây mà vụ kiện 2 năm rồi. Anh muốn biết là em làm cái đó được bao lâu? Nếu tính cái thời gian mà kinh doanh á, em thì từ cái lúc mà em gia nhập vô. Từ cái lúc mà em gia nhập vô rồi em đi học, em đi, nói chung là mọi thứ trong kinh doanh lĩnh vực candle thì sẽ rất nhiều, anh chị sẽ biết. Thì em hoạt động trong khoảng tầm 7 tháng. Là cái người đó rút người của em đi. Cho nên là có cái sự xích mích thì em không làm nữa. Và kết thúc 7 tháng thì khi người đó vẫn nói như lời ngon tiếng ngọt và coi như em như gia đình vẫn rút người đi, hoạt động vẫn lớn và xuống, thì lúc đó cha mẹ em là người trực tiếp, em không trực tiếp nữa. Và cha mẹ em là người làm việc trực tiếp ở công ty chẳng khoảng 1 năm mấy, 2 năm. Còn em đã kết thúc nhiệm kỳ 7 tháng em kết thúc. Có nghĩa là anh muốn hỏi rằng là cái thời gian em bắt đầu gia nhập đến khi mà mình biết mình bị lừa là bao nhiêu thế? Nếu mà cái đó là phải tính luôn với gia đình em là khoảng tầm 1 năm mấy, 2 năm. 1 năm mấy, 2 năm. Lúc đầu á, thì gia đình của mình có làm thu nhập, có ra tham gia cái công ty mà của ngoài bạn ở ngoài Cà Mau á, thì có lợi nhuận không? Dạ có chứ. Mỗi tháng là bao nhiêu? Nói chung là lúc đầu á thì em mới gia nhập hệ thống thôi, 3 tháng đầu thì cái lợi nhuận là bé nghe cũng ít. Nếu 3 tháng đầu thì em lời khoảng tầm 80 triệu, tại vì lúc đó là cái số vốn chỉ mới 40 triệu thôi, 400 triệu thôi. Nhưng sau khi mà mình đã hùng cổ phần rồi á, thì cái số vốn của mình là có một cái đơn là gần 1 tỷ, rồi một đơn 3 tỷ mấy 4 tỷ,
rồi dần dần rồi những cái đơn mà 3 tỷ tiền sau á, thì dần dần những đơn 200 mấy, 300 mấy, 400 mấy, nó có nhiều đơn, nhiều khách hàng để mình đi á, chứ không phải là mình dột chung vốn rồi mình hùng để mình lấy. Tại vì cái này là hùng cổ phần mình để mình đầu tư một kho mỹ phẩm lớn thì mình phân phối ra nhiều sỉ. Ở đây thì Bùi Hồ sẽ không chia sẻ đến những cái công ty mỹ phẩm nào cả, mà nói về cái công ty đại diện ngay tại Cà Mau đi. Thì đây có phải là một cái hình thức mà gọi là mở công ty để huy động vốn xây dòng không? Dạ không. Tại vì khách hàng là khách hàng thật. Hàng nhập là hàng nhập thật. Khi tiền hàng về rồi, chị này không đưa lại cho tụi em, và chị này tạo nhiều điều kiện lãi chậm, rồi tiền vốn cần hàng đi nữa, cần thêm vốn nữa, và chị này nhằm mục đích kinh doanh riêng. Tại vì có bill khách hàng chuyển tiền là họ nhận hàng từ công ty, nhận hàng từ công ty chính là thật. Có nghĩa là hàng thật, đơn hàng thật, nhưng mà khi mà đã bán ra rồi á thì không chia lại cổ phần cho em mà giữ lại làm một cái công việc khác, nên cái đó hình mình bị lừa là như vậy, đúng không? Nhưng mà tại sao mình lại để một cái số tiền nó cực kỳ lớn và tin tưởng vào một người mà chỉ quen biết hơn một năm thôi? Em buông. Tại vì khi mà em 7 tháng khi em kết thúc rồi á, thì có cái sự xích mất, và em qua một cái nhánh khác, em làm việc cùng một anh khác. Rồi có thể cha mẹ em là người đứng vô, thì cũng như là chắc có lẽ là cũng vì lợi nhuận, nhiều người gia nhập, thì khi đó là có cái nhiệm vụ đấu tem á. Đấu tem mà để tem nào phát triển hơn anh, hệ thống phát triển thì nhiều bạn khác phát triển, thì cha mẹ em thì cũng muốn mình phát triển. Con người kiểu như là, nếu mà nói đúng thì người ta sẽ nói con người lòng tham không đáy, muốn phát triển hơn vậy đó. Rồi cái có nhiều chị mười mấy gần 20 tỷ luôn. Đơn giản thì cái công việc mình chỉ cần đầu tư vốn thôi, thì mình làm ít mình vẫn có tiền, chưa là chia lợi nhuận từ công ty, đúng không? Và cái lợi nhuận của nó phải nói là rất là khủng. 3 tháng mà em cũng đã gần 80 triệu rồi, chỉ mấy tháng đầu thôi. Thì em nghĩ là lúc đó vốn đầu tư ban đầu là chỉ có 400 triệu thôi. Và 3 tháng đầu là được 80 triệu rồi. Phải nói là một cái lợi nhuận phải nói là siêu khủng. Thì em nghĩ rằng là nếu như mà em đầu tư là 4 tỷ thì có phải là em đã được 800 triệu không? Em có suy nghĩ vậy, em đầu tư càng nhiều không? Dạ không, tại vì anh Vy Hồ biết không, lúc đó là cái lúc đầu là em bán lẻ được, em bán hệ thống lẻ được. Sau này khi hùng cổ phần rồi thì cái số vốn lớn, nhưng mà cái đầu chai mình lời chỉ có 3.000, 4.000, 5.000 thôi. Cái đầu chai của nó nhỏ, cho nên là mình phải đi số lượng nhiều và con đường dài thì mình mới được cái số lời nhiều. Còn nếu mà 2 năm mà cái số lời chị thì nó đã ra vài chục tỷ. Giờ lúc này mình lấy vốn mình đâu cần nữa. Dạ 25. 25 tuổi thôi cô bác của anh chị. Là 2 năm trước á, là Trang chỉ mới 23 tuổi thôi, đúng không? Cách đây 2 năm trước là 23 tuổi thôi, mà đầu tư một cái số vốn là phải nói là tiền tỷ, phải nói kinh khủng, kinh khủng. Không biết chia sẻ với cô bác với chị về cái câu chuyện của Trang như thế nào nữa. Một cái phải nói là để tạo lòng tin cho em mà có sự đầu tư lớn thì người này cũng phải có những cái lời nói rất là ngọt ngào, đúng không? Còn phải nói để lừa được một người như thế này mà không phải là một cái chuyện đơn giản, mà có thể đầu tư mượn vốn từ dòng họ để mà đưa vô đó, đúng không? Dạ. Không chỉ riêng em mà còn rất là nhiều người ở trong tỉnh Cà Mau này. Em vậy là em là một trong số rất nhiều những nạn nhân đã bị lừa ngay tại Cà Mau. Thì qua cái đó thì em có muốn nhắn gửi điều gì đó với tất cả các bạn còn trẻ như em mà lỡ không biết đường mà đầu tư những cái công việc như thế nào cho nó chính đáng, thì em có lời khuyên gì không? Em chỉ muốn nói là cho dù hiện tại vì thật sự luôn, cho dù anh em ruột hay là như thế nào nữa, và họ có ngon ngọt mình, hoặc là họ đang nắm rất là nhiều tài sản trong tay, mình thấy mình biết sổ đỏ như thế nào, thì mọi người nên hãy nắm chắc cái phần tiền. Đừng, nói chung là cũng đừng chỉ như gia đình em, thấy họ đang rất là phát triển, công ty đang rất là phát triển, thì mình không có lường trước được cái sự việc như vậy. Mà cũng mong mọi người hãy nắm chắc cái số tiền mình trên tay đi về nắm lại. Đừng như mà em như vậy, cũng đừng nhiệt tình quá. Có bao giờ em nghĩ rằng nếu như gia đình của mình êm đềm, mỗi tháng sổ vuông 2 lần,
tiền thu nhập từ việc bán tôm cua thì nó đã dư dả cho cuộc sống rồi không? Và có bao giờ em, thời điểm bây giờ em ước gia đình mình được đầm ấm tiếng cười và làm cái công, những cái công việc nó bình dị như những người đang sống ở đây không? Em ước, nếu được em ước là mai sử dụng kiện cho nhanh. Còn nếu mà điều mà em ước lớn thì em ước thời gian quay trở lại thôi, chứ điều đó không để đâu. Em chỉ cần ước gia đình em được ổn như lúc trước, có một căn nhà để về. Xích vô đi. Chứ ngoài em không ước gì lớn lao hết. Nhưng mà chứ điều đó cũng khó, tại vì nó có số tiền nó rất nhiều quá. Cho hiện tại giờ thua kiện hơn 2 năm mà chưa thấy kết quả gì hết. Thì nay ba là làm hồ hả? Dạ. Yeah. Mẹ? Dạ, mẹ bán tạp hóa tại Thuận An, Bình Dương. Thu nhập của ba mẹ đủ sống không? Đúng rồi, hồi năm trước, cái năm mà dịch cách ly á, lúc đó chủ trọ cũng thương tình tạo điều kiện cho ba mẹ bán được lắm. Nhưng mà giờ ba mẹ bán dở nên cha phải đi kiếm công việc thêm ở ngoài. Lúc trước ở đây cha mẹ cũng bán tạp hóa, mặn heo á, đầu tư heo cổ rồi kinh doanh tôm cua. Vuông cha cũng đầu tư nhiều miếng á, nên là thu nhập cũng ổn. Nhưng mà em mới xui rủi sao thì da vô. À, Trang có nói một câu là thời gian qua đi thì không thể nào quay trở lại. Và cái điều ước lớn nhất của Trang bây giờ không phải là những cái giấc mộng làm giàu nữa, mà giấc mộng gia đình của mình trở lại như xưa, trở lại cái lúc thời điểm mà cái mái nhà này nè còn những cái nếp sống sinh hoạt bình thường như những người dân ở đây họ đã từng sinh sống. Vì đôi khi em nghĩ rằng là có khi nào em nghĩ rằng những cái xảy qua, những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của em đó, nó lại rất nhanh và quá ngắn đến như vậy không phải không? Yeah. Em suy nghĩ nhiều khi em nói với cô tưởng, em nói cô ơi, chắc kiếp trước con nghiệp lắm, kiếp này con phải trả, con trả không biết khi nào mà con hết. Nhưng mà giờ cũng phải cố gắng lên, tại vì em là con lớn mà mẹ em còn hai đứa em nhỏ, cha thì cũng bị tim. Em cũng cố gắng để mình mong chờ cái vụ kiện, cũng cố gắng làm hết mọi cách để cho gia đình mình ổn dần thôi. Mình cũng không biết nhìn về tương lai như thế nào. Giờ thì nhìn cục vàng nó sống. Ở đây cần hết. Người cố gắng vươn lên vì gia đình thôi. Con tên gì? Triệu Vy. Chụp hình cái đẹp, bé Triệu Vy đẹp gái nghe không? Giống mẹ ghê không? Bao nhiêu tuổi rồi? Con mới có 9 tuổi. 9 tuổi? Ừ. Con học lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1. Ủa sao 9 tuổi mà học lớp 1 đó? Hả? Cao gần bằng mẹ rồi. Nhà này là nhà của ai? Nhà ngoài sau lưng nè. Nhà có ông ngoại con. Ông ngoại bà ngoại con. Ngày xưa con có sống ở đây không? Có. Vui không? Rồi bây giờ con đi sống với mẹ ở Sài Gòn vui hơn hay là ở đây vui hơn? Cả hai giờ cũng vui. Nhưng mà con thích sống ở đâu? Con thích sống với mẹ. Sống với mẹ ở đâu cũng được đúng không? Rồi thấy mẹ đi làm cực khổ gì rồi thương mẹ không? Có. Có. Rồi con mỗi lần mà thấy mẹ khóc như vậy thì con có lời nào con muốn con nói với mẹ? Con nói với mẹ là mẹ đừng khóc nữa, con thương mẹ nhất trên đời mà. Rồi mẹ nói sao? Mẹ nói là mẹ thương con nhiều nhất luôn. Cái ngày trước á, là mình sống trong này nè, có ông ngoại bà ngoại nè, có ba mẹ nè. Rồi sống ở đây vui nè. Rồi bây giờ ông ngoại bà ngoại một nơi nè, ba mẹ một nơi nè. Rồi bây giờ cảm thấy mình về đây không có nhà, không có chỗ vô ngủ nữa. Rồi con có thấy buồn nữa không? Dạ con cũng thấy buồn. Buồn hả? Buồn như thế nào đó chú hồn nha. Mà buồn hay mà năm xưa thì con rất là vui, có nhiều mọi người chơi với con, thì con đã về không có ai chơi với con cả. Về không ai chơi với con cả. Bây giờ mình nếu như mà có ước muốn là mình có muốn về sống trong ngôi nhà này nữa hay là mình sẽ đi Sài Gòn chung với ba mẹ? Đi Sài Gòn chung với cha mẹ. Ba mẹ về đây có chịu sống ở đây không? Sao không chịu sống ở Sài Gòn?
sống Sài Gòn với mà cha mẹ đâu thì con cũng đi heo luôn. Đi heo luôn. Sau này lớn lên thì con sẽ làm cái công việc gì phục vụ ba mẹ? Con chỉ lớn lên làm hoa hậu à. Trời, lớn lên làm hoa hậu. Tại sao là mình thấy mình đẹp, mình muốn được làm hoa hậu hay là mình làm hoa hậu để có nhiều tiền để giúp đỡ cho ba mẹ? Giúp đỡ đem tiền về cho cha mẹ. Sao mình không làm nghề khác mà mình tại sao mình làm hoa hậu? Con có biết tiêu chuẩn của người làm hoa hậu là như thế nào không? Con không có biết. Con không có biết mà tại sao mình ước muốn mình được làm hoa hậu? Tại vì thì con muốn ước mơ con thì làm hoa hậu. Con không biết nó kiến gì, người ta hỏi câu hỏi gì là con nói thôi. Nếu như mà con làm hoa hậu mà con điều gì con sẽ thực hiện đầu tiên? Thực hiện đầu tiên thì con ở nhà nấu cơm giúp đỡ cha mẹ. Con hoa hậu mà sao nấu cơm? Rất là dễ thương luôn ha. Tường Vi đúng không? 9 tuổi đúng không? Bây giờ học ở trường nào qua này ta? Con có biết trường nào cả. Cô gì? Cô giáo. Cô giáo tên gì? Con nhớ là cô gì ca? Cô Hoa. Cô Hoa. Là lý do là học gian dở nhiều lần đúng không? Dạ đúng rồi, học ở trên Đình Dương. À rồi, có bạn nào trong lớp cao như con không? Dạ có. Có nữa hả? Lớp 1 kìa. Lớp 1 á? Ờ. Chắc con là cao nhất trong lớp luôn rồi, có được làm lớp trưởng không? Dạ không, mấy bạn kia được làm lớp trưởng. À con thì không lại được làm lớp trưởng. Không, về đây thì sáng giờ có gặp bạn nào lại mà kiếm mà bạn mình ngày xưa mà không chơi mình nữa không? Dạ hồi xưa thì các bạn còn nhớ con thì khi con để về thì không ai chơi con cả. Ừ. Dạ. Rồi thôi, cảm ơn. Hôm qua đi về với mẹ có mệt lắm không? Có. Mệt rồi làm gì, ngủ trên xe luôn đúng không? Dạ không. Chưa sao? Chừng là cái chỗ thì con mới ngủ rồi. Ừ, tới chỗ con mới ngủ thôi, ngoan ghê á. Dạ. Đều gái giống mẹ ba ghê á. Rồi thôi, đi chơi vòng vòng với ông bà với là các bạn đi. Sau một cái biến cố á, thì gia đình cũng đã không còn gì nữa hết rồi. Mọi chuyện nó cũng đã xảy ra, nhưng may mắn ở đây á, thì Trang còn giữ lại được mạng sống để quay trở về Việt Nam. Được em Phong Bụi, nè, chị Tưởng và mọi người cùng chung tay với nhau giúp đỡ, đó là điều hạnh phúc nhất. Người ta thường nói một cái câu á, là còn người, còn của. Mong rằng á, sau này cuộc sống của em Trang sẽ sang một cái trang mới. Và em sẽ lao động với lại người chồng của mình, một người chồng rất là tuyệt vời, đó là em Tình. Sẽ lao động từ chính cái đôi tay và khối óc của mình để xây dựng một cái cơ ngơi nó được vững chắc hơn. Vì đối với riêng bản thân của Bùi Hồ nghĩ như thế này nè. Những cái gì á, đồng tiền nó dễ kiếm thì nó sẽ rất là dễ đi. Cô bác của anh chị cứ có nghĩ rằng là sao, tại sao mình đưa 400 triệu vào trong đó, 3 tháng đầu thì mình lấy được 80 triệu. 3 tháng sau thì chắc không còn 80 triệu nữa đâu, đúng không? Và 3 tháng sau thì có thể là kêu mình đắp thêm vốn để mình huy động vốn nữa. Đó là một trong những cái hình thức mà lừa đảo mà rất là tinh vi của những người mà người ta có một cái toan tính khác đi chăng. Ở đây mình không nói gì về những cái công ty mỹ phẩm. Công ty mỹ phẩm thì họ sẽ tạo cho những cái điều kiện thuận lợi để mình có thể mình làm ăn, để mình buôn bán sản phẩm của họ. Thì mình có lợi nhuận thì họ cũng có lợi nhuận, đúng không Trang? Và một điều như thế này, anh muốn khuyên em, cuộc sống về Việt Nam nó đã khác rồi. Nó đã khác hoàn toàn so với những gì mà em đã tưởng tượng là màu hồng, trải đầy màu hồng. Để 25 tuổi có thể xây dựng đến 30 tuổi thì có số tiền gần 10 tỷ. Nó không có giống, không có gì được. Mà nó phải xây dựng từ cái đôi tay, từ khối óc và thậm chí là mồ hôi và nước mắt của mình để tạo nên cái đồng tiền nó mới bền vững. Và anh tin rằng em sẽ làm được điều đó. Vì bên cạnh em còn có Tình, một người chồng hết mực yêu thương em. Còn có em Vi, một người con mà đã rất thương mẹ của mình. Còn có ba mẹ của mình đằng sau đứng đó để mà ủng hộ tinh thần cho em, để mà em có thể vực dậy được. Và ngày hôm nay trở về đây á, thì anh cảm ơn em đã tiếp đón anh cũng như với Đạt để có một cái buổi chia sẻ để hiểu thêm về cái cuộc sống của gia đình em. Và em có muốn nói lời nào thêm với mọi người nữa không? Thì em cũng muốn nói là trong thời gian qua có nhiều anh chị mà khi xem không xem cái clip từ đầu đến cuối á, thì có những cái lời nói là cũng không riêng gì bản thân em, cũng ảnh hưởng đến nhiều anh, mà trong khi đó là họ là ân nhân giúp em, điển hình là anh Bùi Hồ. Đó là ngày hôm nay thì
mấy cô chú anh chị cũng thấy hoàn cảnh của em, mong cô chú hiểu và thông cảm. Thật ra thì mong cô chú khi mà xem những cái đoạn clip á, thì Bùi Hồ để ở trong một cái danh sách phát, thì cô chú anh chị có thể xem tường tận gõ gàng từ đầu cho đến cuối. Thật ra Trang tại sao mỗi lần kể lại khóc, thứ nhất á vì một cái nỗi ám ảnh rất lớn ở bên Myanmar, thứ hai là vì cái hoàn cảnh gia đình, thứ ba là cảm thấy mình là một gánh nặng cho xã hội, nên nhắc đến cái chuyện xưa á là Trang đều không cầm được nước mắt à. Ai ở trong cái hoàn cảnh này cũng sẽ hiểu được rõ hơn, và có thể là không phải là một người con gái trẻ tuổi như Trang mà có thể đứng vững tại đây được, có nhiều người lại xỉu lên xỉu xuống nữa kìa. Rất mong cô chú anh chị á hoan hỷ thông cảm, không khuyên được những lời hay ý đẹp thì có thể mình lặng lặng mình bỏ qua một cái clip này để mà xem những cái hoàn cảnh khác thôi. Thì cũng đến đây thì anh chúc em sức khỏe dồi dào, cố gắng khi lên Sài Gòn làm lại một cái cuộc sống mới và là chỗ dựa cho con mình sau này, nó bé Vi nó là hoa hậu, nó giúp lại mình sao, đúng không? Mình anh tin là làm điều phải thì sẽ gặp phải, và người ta lừa mình thì người ta cũng sẽ trả giá. Trước tiên á, chưa trả giá bằng pháp luật, sau này họ sẽ trả giá bằng một cái hình thức khác mà trong nhà Phật á, thì theo luật nhân quả, anh tin là như vậy ha. Thôi thì chắc có lẽ là bây giờ đoạn clip thì cũng khá là dài. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã quan tâm theo dõi về những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và cuộc đời của em Trang, một thiếu nữ xinh đẹp bị bán bất hạnh, bị bán sang Myanmar nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.